Rất nước mắt trước những tựa phim lỗ nặng và flop nhất trong thập kỷ qua, điều đáng nói đó là cách không phải tựa phim gây thất vọng nhất trong vòng 10 năm qua. Bên cạnh hàng loạt những kỷ lục doanh thu khủng đến tỷ đô, thập kỷ 2010 của điện ảnh Hollywood cũng chứng kiến không ít những sản phẩm bị thua lỗ đến không ngờ. Thậm chí bị giới phê bình, và khán giả ghẻ lạnh công kích và chê bai không tiếc lời. Vậy, đâu là các tựa phim flop thất bại, và khiến các hãng làm phim tiếng tăm phải ê chề nhất trong vòng 10 năm trở lại đây? Dark Phoenix 2019, là tựa phim thứ 12 trong chuỗi dự án X-Men dài hơi. Dark Phoenix lại là một sản phẩm đáng thất vọng khi chỉ mang về 252 triệu đô la doanh thu toàn cầu, ít nhất trong toàn series phim trong khi kinh phí bỏ ra lên đến 200 triệu đô la, dù bộ phim sở hữu những điểm sáng về kỹ xảo hay diễn xuất của dàn diễn viên có thực lực. Thế nhưng giới phê bình và cả khán giả đều đồng tình phim dần bị đuối khi càng đi đến hồi kết với đoạn cao trào vô cùng nhàm chán và đáng quên đi. John Carter 2012, ngay cả một hãng phim khổng lồ như Disney cũng từng không ít lần chịu lỗ với các dự án của mình. Điển hình với John Carter tựa phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết A Princess of Mars nổi tiếng, cuộc phiêu lưu đầu tiên này nhận, được đánh giá ở mức trung bình của giới chuyên môn, song lại là một thất bại thảm hại kể từ khi bắt đầu. Dự án chuyển thể tác phẩm của nhà văn Barrow đã qua tay từ hãng này sang đến hãng khác trong suốt nhiều thập kỷ. Trước khi về với nhà chuột và dù cho có cố gắng đến đâu thì lời nguyền bất thành văn vẫn linh ứng, khiến phim thua lỗ ở mặt trận phòng vé mặc cho mức kinh phí cao ngất ngưỡng hơn 300 triệu đô la. Đồng thời, khiến Disney phải hủy luôn kế hoạch ra mắt phần tiếp theo và chuỗi ba phim theo dự tính ban đầu. Monsters Mom 2011, trong vòng mua oi năm qua, Disney có nhiều dự án ê chề hơn mọi người vẫn tưởng, không chỉ là một John Carter nỗi thất bại đáng lãng quên. Mà còn có cả một Masnit Mom cái tên tiếp theo, được nhắc đến, với kinh phí sản xuất lên đến 150 triệu đô la khá khủng cho một sản phẩm hoạt hình. Song tựa phim của Simon Well chỉ kiếm về vỏn vẹn 39 triệu đô la. Tức không đến một tháng ba số tiền, được rót vào. Giới phê bình cũng không hề yêu ái Masnit Mom khi đánh giá thấp sự sáng tạo về cốt truyện. Rằng nội dung phim, được xây dựng quá hời hợt thiếu điểm nhấn và không động lại được gì, 47 Ronin 2013, một cái tên vô cùng được ưa thích như Keanu Reeves cũng không đủ. Để cứu lấy tựa phim 47 Ronin sản phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ nhóm lãng nhân gồm 47 người vào thế kỷ 18 ở Nhật Bản. Phim tệ đến nỗi ngay cả khán giả xứ mặt trời mọc cũng khó mà nuốt trôi, bộ phim nhận được những điểm số ít ỏi trên các trang đánh giá uy tín. Họ cho rằng cốt truyện phim quá đơn điệu một chiều, dù cho sở hữu dàn diễn viên đầy đủ khả năng làm được nhiều hơn thế, phim còn được vinh danh trong số những phim có doanh thu tệ nhất năm. Cách mức vốn ban đầu đến tận 24 triệu đô la. Fantastic Four 2015, sau đúng 10 năm kể từ thành công của tựa phim đầu tiên, hãng Fox đã mạnh tay reboot lại loạt phim bộ tứ siêu đẳng Fantastic Four, nhưng kết quả lại vô cùng đắng cay, không hề mang cốt truyện đa dạng, bi hài như trước đây. Fantastic Four năm 2015 hoàn toàn đi chạy khỏi quỹ đạo. Gây nhàm chán nơi người xem cùng dàn diễn viên non trẻ thiếu điểm nhấn. Phim có điểm số tệ nhất trong số các phim của Marvel. Ngoài ra còn mang về giải phim tệ nhất tại lễ trao giải mâm xôi, vàng, mức thua lỗ, được ước tính lên đến hàng trăm triệu đô la. Mong, rằng tương lai sắp tới, nhóm anh hùng này, sẽ giúp MCU nở, mày nở mặt với sự trở lại đầy lợi hại của mình. Kết 2019 không cần phải nói gì nhiều nữa khi cắt chính là một trong những cơn ác mộng điện ảnh kinh hoàng nhất trong gần 10 năm qua, khởi đầu với tạo hình hết sức tệ hại của dàn nhân vật. Tựa phim của đạo diễn lừng danh Tom Hooper lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch nổi danh, đã trở thành trò cười cho khán giả, giới phê bình, và cả các diễn viên tham gia. Dĩ nhiên, phim sắp mặt ở khoản doanh thu phòng vé, bị ghẻ lạnh từ nơi này đến nơi khác, và sắp tới kết còn có khả năng chiến thắng nhiều giải mâm xôi. Vàng nhất lịch sử khi hiện. Tại bộ phim đã mang về cho mình tới 9 đề cử dẫn đầu trong danh sách năm nay. Motor Engine 2018. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.